Hello, xin chào cô chú anh chị các bạn quay trở lại với kênh của Thành Lê USA, là một chuyên gia gây tranh cãi hàng đầu nước Mỹ cũng như là trên toàn thế giới. Và dĩ nhiên nhìn thấy bản mặt mình là mọi người lúc nào cũng biết là hàng này bữa nay nó sẽ nói cái gì đó tranh cãi rồi đó, đúng vậy. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho mọi người biết về chủ đề vaccine. Tại sao? Tại vì anh Nga hôm kia thì anh đã tuyên bố với toàn thế giới là nó cấp phép lưu hành loại vaccine đầu tiên trên thế giới. Wow, là lập tức có một số bài báo lá cải cũng như là YouTube cũng như là một số người là mừng rỡ đột ngột là thế giới sắp được cứu rồi. Nhưng mà mình xin thông báo với mọi người là trước tiên á, nếu mà Nga nó có vaccine trước á, thì good for them. Nhưng mà như mọi người, nếu mà mọi người đọc báo rồi thì mọi người cũng đã thấy rồi, thế giới người ta đang đặt một cái dấu hỏi to đùng vậy nè. Thật từ cái cơ quan WHO cho tới tất cả cơ quan của rất nhiều nước, bao gồm các nước phương Tây, các nước phát triển, là người ta đang đặt một cái dấu hỏi to đùng vậy đó. Ok, mình nói nhiều đó là mọi người hiểu rồi ha. Nói nhiều quá làm gì, ok. Bây giờ mình chỉ quay trở về các nước phương Tây như là Âu Mỹ của mình. Vaccine bên Âu Mỹ với phương Tây hiện giờ nó đang thử nghiệm giai đoạn 3, tức là giai đoạn cuối cùng trong quá trình sản xuất vaccine. Đó, cái nói tới đây là sẽ có rất nhiều người họ sẽ nói trời ơi, Mỹ dở quá, Mỹ chậm quá, Mỹ cùi bắp quá. Nhưng mà mọi người nên nhớ, vaccine chứ không phải là đồ ăn. Nó thuốc, nó thuộc về thuốc, và đặc biệt vaccine nó phải ngừa được bệnh. Mọi người tưởng tượng nếu mà mọi người chích bất cứ cái loại thuốc hay vaccine nào vô người để bảo vệ một số bệnh nào đó mà nó không ngừa được bệnh cho mọi người, vậy mọi người có nghĩ là mọi người có cái hữu dụng gì đó với cơ thể mọi người không? Không, mọi người sẽ bị nguy hiểm, đặc biệt là corona. Đó là nguyên nhân vì sao mấy nước phương Tây người ta làm rất là kỹ. Giai đoạn 1 hồi tháng 5, xong rồi giai đoạn 2, rồi tháng 7, rồi bây giờ qua giai đoạn 3, phải chờ cuối năm mới có kết quả, ok. Tại vì nếu mà vaccine mà làm không kỹ thì khi đó nó là nước lã chứ nó không là vaccine. Nếu mà chích vô người mọi người nó không có kết quả, tức là nó không có thể tạo ra kháng thể, nó không có thể bảo vệ cơ thể mọi người khỏi bệnh tật. Tới đó mọi người nghĩ là ra đường, mọi người nghĩ là mọi người có vaccine, nhưng mà mọi người không có được cơ thể bảo vệ. Vậy mọi người nghĩ ai sẽ bị nguy hiểm? Dạ, ai sẽ bị nguy hiểm? Và cái quan trọng nữa đó, như mấy ông thứ trưởng gì mà của cơ quan FDA, ông đã tuyên bố rồi, cũng như là ông chủ tịch WHO, người ta tuyên bố rồi, chế tạo vaccine cũng như là chế tạo thuốc quan trọng là phải an toàn và hiệu quả chứ không phải là nhanh hay là chậm. Nước nào chế tạo trước cũng được hết đó, ok. Cái đó không quan trọng, cái quan trọng là chích vô người mọi người nó bảo vệ được cơ thể mọi người, ok. Và cái việc đó thì hiện giờ là không phải chỉ riêng Mỹ mà các nước châu Âu, Nhật đồ, Hàn đồ nó cũng chưa có nữa, ok. Đó là phải từ từ, không gấp được, nhanh lắm cũng phải chờ tới năm sau. Nhanh lắm cũng phải chờ tới năm sau, thành ra chúng ta không có gấp được, ok. Còn nếu mà mọi người gấp thì khi đó trước tiên là không gấp được. Tại vì Mỹ phương Tây chắc chắn là sẽ không có cấp giấy lưu hành cái loại thuốc vaccine của Nga rồi. Nước nào nó cấp thì đó là chủ quyền của nó, nhưng mà bên Mỹ với bên châu là mình nghĩ là nó không cấp rồi đó. Thành ra là các anh chị cô chú nào mà ở Mỹ với châu Âu là coi như cứ từ từ chờ. Và mọi người cũng nên vui vẻ chờ. Tại vì sao? Tại vì mọi người dùng hàng của Mỹ với châu Âu. Mà nói tới hàng của Mỹ với châu Âu hay là bên Nhật rồi đó, thì mọi người cũng đã biết rồi cái thương hiệu và uy tín đó rồi, phải không? Nói vậy là cũng đủ hiểu rồi đúng không? Đó, nãy giờ mình nói là mình cũng thấy là mình bắt đầu gây tranh cãi hay dữ rồi đó. Chắc chắn cũng lại có nhiều người nữa thì cứ chích đi, ok, không bổ bì ngang cũng bổ bì dọc, hay là không hiệu quả nhiều cũng hiệu quả ít. No, vaccine chứ không phải đồ ăn. Again, đồ ăn thì ăn ít nó bổ ít, ăn nhiều nó no nhiều. Nhưng mà vaccine nó chỉ có một là hiệu quả, hai là không hiệu quả. Nếu chích vô người mọi người mà nó không có tạo ra kháng thể ngừa bệnh mà nó còn gây phản phụ cho mọi người nữa, vậy mọi người nghĩ mọi người có nên chích nó vô người không? Thí dụ bất cứ cái loại vaccine nào trên đời này cũng vậy hết đó. Đó là nguyên nhân vì sao người ta cần phải thử nghiệm, mà người ta thử nghiệm là phải thử nghiệm trên hàng ngàn hàng vạn con người thì mới có đủ cái lượng thông tin báo cáo để mà nghiên cứu mới đánh giá được, chứ không thể nào mà chích cho vài chục người hay vài trăm người mà có thể đưa ra kết luận được. Vậy thì nó không đủ thông tin, nó không đủ thông tin. Giống như là mọi người tới một cái nước nào đó, mọi người là chỉ cho vài trường nó cho nó thi học sinh giỏi, cái vài trường đó nó có vài trăm đứa đạt học sinh giỏi, trong khi trên toàn nước nào đó nó có 1 triệu đứa học sinh dở đi. Mọi người nghĩ vậy nó có được không? Dĩ nhiên là không được, đúng không? Thì thuốc men nó cũng vậy đó, ok, cái gì nó cũng phải từ từ, ok. Quan trọng là hiệu quả chứ không phải là nhanh hay chậm. Này không phải là chạy đua, này không phải chạy đường kinh, mà cái này là sự an toàn, ok. Thôi video đó dài rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người nha, thank you.